Hello cả nhà. Hiện tại đây thì bảy mình đang bầu 10 cây bông trang lá trung màu vàng gửi cho cái bạn ở Hà Nội. Thì hôm nay mình có tiễn thêm một shipper nữa. Đó chính là Sáu. Sáu ơi. Đây 67. Hai cô shipper U60 cộng. Rồi bầu đây. Đây là 6. Và đây là 7. Rồi bầu 10. Ngồi bầu 10 cây bông trang lá trung màu vàng. Rất là tỉ mỉ. Đây thì mình đếm sơ lược lại một lần nữa. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây và 7 răng bầu. Cái bầu đang cầm trên tay đây là cây thứ 10. Là tổng cộng là 10 cây. Rồi, bỏ vô bọc đi bé ơi. Đó. Hai cô shipper U60 cộng đây. Rồi, thì bây giờ tiếp tục theo là đóng thùng. Cuộc bọc đóng thùng gói lại giao cho vị khách ở Hà Nội. 10 cây bông trang lá trung màu vàng tươi rực rỡ, sáng rực luôn. Đây, cái búp thôi chưa có trổ lên bông mà mình thấy nó sáng rực rồi nha mọi người. Đó, màu vàng đó. Rồi, mình quay sơ lược cái quá trình bầu 10 cái cây bông trang lá trung màu vàng này cho mọi người xem. Và mình phải đi công việc cho nên mình không có quay được cái khúc mà vô thùng mút. Bây giờ mình kết thúc video ở đây. Chúc tất cả mọi người đang xem video của mình và những người sắp sửa xem và những người thời gian qua đã luôn ủng hộ âm thầm xem video của em có một ngày cuối tuần chủ nhật thật là vui vẻ bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại tất cả trong video tiếp theo của em. Bye bye.